vừa qua trường hợp bệnh nhân số 714 có dấu hiệu bệnh lý khá rõ ràng, thế nhưng vẫn tiếp xúc cộng đồng, vẫn đi khám ở nhiều nơi. Trường hợp này đã đặt ra một phép thử đối với các giải pháp chống dịch hiện có tại nhiều quận ở thủ đô Hà Nội. Trường hợp của bệnh nhân 714 có du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng. Sau khi trở về, bệnh nhân có dấu hiệu ốm và sốt. Trong thời gian đó bệnh nhân có 2 tuần tiếp xúc nhiều ngoài cộng đồng, đi khám nhiều nơi liên quan đến nhiều quận tại Hà Nội. Với nguy cơ cao như vậy, nhưng bệnh nhân vẫn có thể di chuyển qua nhiều địa điểm, gióng lên cảnh báo về công tác sàng lọc và kiểm soát nguy cơ bệnh của nhiều đơn vị. Bên cạnh đó, đây cũng là một phép thử cho các địa phương trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với dịch trước những tình huống bất ngờ. Sau khi nhận được thông tin của bệnh nhân 71 là việc đầu tiên là tại Bệnh viện Phổ Trung ương là chúng tôi đã đến đây, và thực hiện cái việc mà liên quan đến cách ly thì trong vòng 8 tiếng hay gọi giờ vàng phải hết sức khẩn trương để tìm ra những người Những quan F1 và F2 đấy là phương pháp đầu tiên là để tìm ra người liên quan đi những đâu giả soát đâu và những người tiếp xúc trực tiếp với cả bệnh nhân phường Vĩnh Phúc thuộc quận Ba Đình nơi đặt bệnh viện phổi trung ương cũng là nơi bệnh nhân 714 tới khám đã bị đặt vào tình trạng cảnh báo cao độ ngay khi nắm được thông tin về dịch tễ của bệnh nhân. Chúng tôi cũng xác định À, là cái nguồn lây nhiễm khá lớn bởi vì lượng người bệnh ra vào thường xuyên hàng ngày của bệnh viện là rất nhiều. Thế vì vậy bằng ngay từ khi mà dịch bùng phát thì chúng tôi đã có cái công tác phối hợp với các bệnh viện khi dịch bệnh à, bùng phát xảy ra thì đối với lực lượng y tế, công an phường thì thực hiện trực 24/24. 24. Đối với ban nhân dân phường thì chúng tôi cũng phải nắm các cái số liệu thường xuyên cập nhật để kịp thời có các cái biện pháp phối hợp để đảm bảo thực hiện tốt nhất cái công tác phòng chống dịch. Có thể thấy các nguy cơ khiến dịch bùng phát sẽ xuất hiện ở những thời điểm bất ngờ, nằm ngoài dự tính. Chính vì thế các địa phương cần phải cảnh giác, siết chặt hơn các công tác kiểm soát và ngăn chặn.